Kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Toyota Daily. Em là Toàn, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Toyota Fortuner Legender có thể nói là một phiên bản đặc biệt của nhà Fortuner. Với việc sở hữu một ngoại hình rất là hầm hố, trang bị option ở trong xe rất là nhiều và sở hữu rất là nhiều tính năng hiện đại. Và Toyota Fortuner Legender được bán tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản. Phiên bản trước màn hình của quý anh chị chính là phiên bản 2.4 một cầu số tự động. Ngoài ra chúng ta sẽ có phiên bản cao cấp hơn chút xíu nữa, đó là 2.8 hai cầu, cũng là số tự động luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ gửi đến cho quý anh chị clip này về phiên bản một cầu 2.4 số tự động, cập nhật giá, chương trình khuyến mãi và lịch giao xe. Thì liệu rằng tháng 12 năm 2022 này, mẫu Fortuner Legender này tại đại lý Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị chương trình khuyến mãi như thế nào để quý anh chị có thể sở hữu ngay mẫu xe này để đi Tết, chơi Tết nguyên đán ở dịp năm nay. Với giá niêm yết hiện tại được bán thị trường Việt Nam là 1.259.000.000 đồng. Và khi mà quý anh chị mua xe ở thời điểm tháng 12 này, quý anh chị sẽ được hỗ trợ lên đến 30% thuế trước bạ. Lần đầu tiên mẫu Toyota Fortuner Legender được hỗ trợ thuế trước bạ lên đến 30%. Vậy thì với giá niêm yết mà em vừa thông báo cho quý anh chị kèm theo chương trình khuyến mãi là 30% thuế trước bạ khi quý anh chị liên hệ và mua xe tại thời điểm tháng 12 năm 2022 này, mẫu Fortuner Legender một cầu này lăn bánh tại Hồ Chí Minh là bao nhiêu, tại tỉnh là bao nhiêu? Thì trước khi đến với phần báo giá lăn bánh, chương trình khuyến mãi và lịch giao xe, xin mời quý anh chị cùng em dành ra ít phút để cùng xem lại sơ lược về trang bị, option, ngoại thất cũng như là ưu điểm và nhược điểm của mẫu Fortuner Legender 2.4 một cầu số tự động 2022 này nha. Sau nhiều năm trung thành với thiết kế cũ được giới thiệu trên thế hệ thứ 2 từ năm 2016, Toyota Fortuner cuối cùng cũng được rũ bỏ dáng vẻ lực điền bụi bặm để vươn tới một diện mạo tinh tế, sang trọng và mãnh lực hào hoa hơn. Toyota Fortuner sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 1795, 1855, 1835mm, chiều dài cơ sở 2745mm, có khoảng sáng, gầm xe, cao nhất phân khúc 279mm, giúp chiếc xe có một tầm quan sát tốt và mang lại khả năng vận hành tốt hơn trên những địa hình khó, gồ ghề. Toyota Fortuner Legender cao cấp có sự đột phá về phần đầu xe, chính là phần lưới tản nhiệt được thiết kế mới, mở rộng hơn trước và có họa tiết kiểu xương cá, khỏe khoắn, đậm chất thể thao, kết hợp với đèn LED khuôn ngầu, mang lại vẻ đẹp hiện đại, rẻ trung cho một chiếc SUV đô thị. Phần cản trước Fortuner Legender được thiết kế đẩy cao lên trên, chứa một phần lưới tản nhiệt và có ốp màu bạc. Hút hấp gió cũng được thu nhỏ lại và tích hợp đèn sương mù dạng bi LED. Phần thân xe cũng được tạo hình với hai đường gân nổi cùng tay nắm cửa mạ chrome đẹp mắt, khung cửa sổ bên dưới được trang trí viền mạ chrome mang cảm giác hiện đại. Cụm gương chiếu hậu cũng được trang trí mạ chrome sang trọng cũng như tích hợp dãy LED báo rẽ, giúp tăng sự nhận diện đến các xe ngược chiều. Xe được trang bị bệ bước có kích thước lớn giúp cho việc lên xuống một chiếc SUV 7 chỗ thêm phần dễ dàng. Đây là một điểm cộng lớn nhất cho các gia đình có con nhỏ. Xe trang bị mâm hợp kim 18 inch, hai tông màu đen, bạc, sang trọng và thể thao. Phía sau đuôi xe tiếp tục cho cảm hứng về một mẫu xe có ngoại thất sắc cạnh với cụm đèn hậu thanh mảnh. Cánh gió trên cao giúp giảm đi cảm giác trống vắng nơi tiếp điểm giữa nóc xe và kính hậu. Bên cạnh đó là dải đèn LED phanh giúp tăng thêm khả năng nhận diện cho các xe trong đêm tối, đảm bảo độ an toàn trong các trường hợp phanh gấp hoặc có sự cố. Phần cụm đèn sau của đuôi xe được thiết kế mang đậm chất phong cách thể thao, độc đáo, riêng biệt, lại cực kỳ ấn tượng, phù hợp với phong cách SUV do người nhìn từ cái nhìn đầu tiên. Cụm đèn hậu của Fortuner Legender 2022 sở hữu đèn LED. Riêng phiên bản Legender còn được thiết kế cặp đèn xi nhan dạng tia, giúp tăng độ nhận diện vào ban đêm và nâng cao độ an toàn cho bạn khi lái xe. Ngoài ra, cản sau cũng được tái thiết kế với tạo hình hai hốc phản quang hình chữ L, giúp tạo thêm vẻ vững vàng, thể thao cho mẫu SUV này. Phần ống xả được thiết kế giấu vào trong nhằm tôn lên thiết kế thanh lịch của xe. Dải đèn phanh LED trên cao giúp tăng sự nhận diện đến các phương tiện phía sau. Điểm khác biệt nổi bật nhất của Fortuner Legender với bản tiêu chuẩn là không gian nội thất. Bên trên Legender là da đỏ đậm, đen, trong khi phiên bản tiêu chuẩn chỉ có màu đen. Bản táp lô được thiết kế theo hình vòng cung với điểm cao nhất ở giữa và thoải xuống hai bên cột A. Bệ tì tay có kích thước lớn nhưng hơi lùi ra sau. Vô lăng được kết hợp ốp gỗ và da, nhìn khá sang trọng, ăn điểm với nội thất của xe. Vô lăng có đầy đủ các nút bấm điều khiển giúp tránh cho tài xế phân tâm khi phải thao tác trên màn hình. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ đẹp mắt với màn hình hiển thị đa thông tin. Đáng chú ý nhất là cặp lấy chuyển số trên vô lăng, giúp mang đến cảm giác thể thao khi người lái chủ động tăng, giảm số, đặc biệt trong những tình huống vượt hay cần đi đèo, cần nhiều lực, kéo tức thời. Khu vực trên màn hình trung tâm là hai hốc hốc gió hình lưỡi dao hướng về hai bên cột A, được miền vạ chrome sang trọng. Đi kèm là đồng hồ báo giờ nhằm quan sát thời gian dễ dàng nhất. Cụm cần số được bọc da và kết hợp với chất liệu nhựa màu bạc, mang đến điểm nhấn và cùng tông màu với phần viền bên dưới.
cần số dạng zigzag và người điều khiển không cần có thao tác bóp hoặc nhấn nút unlock như dạng gạt thẳng. Tiện nghi dành cho không gian nội thất trên Toyota Fortuner cũng có một số nâng cấp mới. Đáng chú ý là xe được trang bị hệ thống cam quan sát 360 độ. Một chi tiết khác là màn hình giải trí trung tâm của Fortuner Legender có kích thước là 8 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, sở hữu chiều dài cơ sở hàng đầu phân khúc. Toyota Fortuner vì thế mang lại không gian nội thất với các hàng ghế có khoảng duỗi chân rộng rãi, thoải mái. Ghế ngồi trên tất cả các phiên bản đều được bọc da. Phiên bản Fortuner Legender da có 2 tông màu. Hàng ghế trước của cả tài xế và lẫn bên phụ đều được trang bị tính năng chỉnh điện lên đến 8 hướng. Cảm giác ngồi ở hàng ghế đầu thật sự rất thoải mái, khoảng để chân được tối ưu trên các hành trình đi xa không bị mỏi. Độ rộng rãi của không gian nội thất được nhà sản xuất khéo léo kết hợp với cùng phần thân xe có thiết kế kiểu vòm hai vị trí bên trái và bên phải của hàng ghế thứ hai, giúp cho những hành khách cao trên 1m7 thật sự cảm thấy thoải mái và khoảng giữa chân rộng rãi. Không gian trên đầu thoáng rộng, hàng ghế thứ hai có thể gập 60-40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng, độ lưng hành khách ở giữa có thể bật xuống, làm bệ tì tay và nơi để thức ăn. Ở hàng ghế thứ ba, trong điều kiện hàng ghế thứ hai đã được đẩy lên phía trước hết nấc, thì khoảng duỗi chân dành cho hành khách cao trên 1m7 là tạm chấp nhận được. Hàng ghế thứ ba có thể ngả lưng ghế gập 50-50 sang hai bên. Cốp xe khá rộng rãi dù chưa gập hàng ghế thứ ba xuống. Phần cốp này có thể chứa ít nhất 4 vali lớn hoặc 6 đến vali cỡ trung, mang đến không gian để hành lý cho cả gia đình trong những chuyến đi xa. Khả năng vận hành của Fortuner Legender cũng khá linh hoạt đối với những người dùng trang bị chế độ vận hành Eco, Normal và Power bên cạnh chế độ vận hành thông thường. Ba chế độ này sẽ giúp người lái tùy chỉnh khi có nhu cầu khác nhau, ví dụ như đi trong phố, trên đường trường hay cần tải nặng. Vừa rồi là những ưu điểm, nhược điểm trang bị option có trên mẫu Fortuner Legender 2.4 một cầu số tự động. Bây giờ để cho quý anh chị quyết định có thể mua xe tháng 12 năm 2022 này hay không, kênh Toyota Daily sẽ đến với phần báo giá lăn bánh. Với giá niêm yết là 1.259.000.000 đồng, để mẫu xe này lăn bánh, quý anh chị bắt buộc phải có các khoản chi phí như sau. Thứ nhất đó là thuế trước bạ 10%, tương ứng là 125.900.000 đồng. Chúng ta sẽ có thêm phí biển số Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, nếu mà quý anh chị ở tỉnh huyện sẽ là 1 triệu đồng. Các chi phí bắt buộc phải có nữa như là bảo hiểm dân sự, phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm. Bao khoản chi phí này đó tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Vậy thì sau khi cộng hết tất cả các chi phí bắt buộc phải có, Fortuner Legender 2.4 một cầu lăn bánh tại Hồ Chí Minh, sau khi trừ đi 30% thuế trước bạ được hỗ trợ từ đại lý xe Toyota, thì quý anh chị lăn bánh tại Hồ Chí Minh đâu đó tầm khoảng là 1 tỷ 347 triệu đồng. Quý anh chị lăn bánh ở tỉnh huyện giá lăn bánh thấp hơn do chênh lệch phí biển số, thì giá lăn bánh đâu đó tầm khoảng là 1 tỷ 328 triệu đồng. Chỉ cần 370 triệu đồng là quý anh chị có thể mua xe với hình thức trả góp để có thể sở hữu ngay mẫu Fortuner Legender 2.4 này ở thời điểm hiện tại tháng 12 năm 2022. Và khi mà quý anh chị liên hệ kênh Toyota Daily sẽ được hỗ trợ 0.7% cho một tháng. Lãi suất sẽ cố định cho quý anh chị xuyên suốt thời gian là 1 năm. Thời gian vay của mình lên đến là 7 năm và vay được tối đa là 80% giá trị xe. Quý anh chị lưu ý giúp em, giá lăn bánh mà em vừa báo vừa rồi thì đã là một giá lăn bánh hấp dẫn rồi, nhưng nó chưa phải là một mức giá lăn bánh cuối cùng mà quý anh chị nhận được. Khi mà quý anh chị liên hệ còn sẽ được tặng thêm một bộ phụ kiện trang bị cơ bản theo xe, một phần quà đặc biệt đã được chuẩn bị từ kênh Toyota Daily khi mà quý anh chị liên hệ và mua xe ủng hộ kênh. Quý anh chị vì thế thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho kênh Toyota Daily qua số hotline phía bên dưới màn hình để được nhận một mức giá lăn bánh cuối cùng cực kỳ hấp dẫn tại thời điểm tháng 12 năm 2022 này. Còn những khách hàng đang có nhu cầu tham khảo bản trả góp ngân hàng thì hãy gọi cho chúng em để cung cấp cho chúng em về thông tin số năm mà quý anh chị quyết định vay, số tiền mà quý anh chị muốn trả trước, để chúng em có thể làm một bản góp chi tiết ngân hàng cho quý anh chị cân đối mỗi tháng phải chi trả bao nhiêu tiền để xem có phù hợp với tài chính kinh tế gia đình mình hay không. Thì không chỉ riêng gì dòng Fortuner Legender ở thời điểm hiện tại được hỗ trợ 30% thuế trước bạ, mà tất cả các phiên bản Fortuner lắp ráp trong nước, khi mà quý anh chị liên hệ kênh Toyota Daily ở thời điểm tháng 12 này thì đều cũng sẽ được hỗ trợ 30% thuế trước bạ. Quý anh chị lưu ý giùm em, tất cả các phiên bản Fortuner lắp ráp trong nước đều sẽ được hỗ trợ 30% thuế trước bạ ở thời điểm tháng 12 năm 2022 này. Thì không biết là với giá lăn bánh cực kỳ hấp dẫn còn được hỗ trợ thêm thuế trước bạ tặng phụ kiện cơ bản theo xe đến từ kênh Toyota Daily, thì quý anh chị có quyết định chốt ngay mẫu xe này ở thời điểm tháng 12 này hay không? Hãy để lại ý kiến và quan điểm của quý anh chị ở dưới phần bình luận để kênh Toyota Daily có thể biết được nhiều hơn về ý kiến của khách hàng tại việc thị trường Việt Nam. Nếu mà quý anh chị đang muốn tham khảo một dòng xe nào khác ngoài Fortuner Legender thì có thể để lại bình luận phía bên dưới, hoặc là liên hệ kênh Toyota Daily để hỏi giá lăn bánh để có thể tham khảo và quyết định chốt mẫu xe đó ở thời điểm tháng 12 năm 2022 này.
Nếu mà thấy video clip này hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về cập nhật giá nè, chương trình khuyến mãi và lịch giao xe của tất cả các dòng xe Toyota đến từ kênh Toyota Daily. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị video kế tiếp.